xin chào các em. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học địa lý trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cùng thực hiện. Cô tên là Đào Thị Lan, cô đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ. Ngày hôm nay cô và trò chúng ta cùng ôn tập chuyên đề địa lý tự nhiên Việt Nam. Để tiết học đạt hiệu quả cao, mời các em chuẩn bị cho cô thứ nhất sách giáo khoa địa lý 12, thứ hai đồ dùng học tập như bút, thước kẻ. Tuy nhiên, phương tiện không thể thiếu được trong dạy học địa lý cũng như trong rèn luyện địa lý và đem vào phòng thi, đó là Atlas địa lý Việt Nam. Các em nên dùng trang 4, 5, 6, 7 và em nào dùng tỉ mỉ chúng ta sử dụng trang 13 và 14. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay chúng ta có 3 mục tiêu. 1. Khái quát hóa kiến thức cơ bản. 2. Vận dụng kiến thức để giải bài tập. Và cuối cùng hướng dẫn các em học sinh học ở nhà để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi sắp tới. Các em ạ, địa lý tự nhiên Việt Nam chúng ta gồm 3 mảng kiến thức lớn. Thứ nhất, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. 2. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam và sử dụng bảo vệ tự nhiên. Ngày hôm nay cô và trò chúng ta ôn tập 1 và 2 la mã. Cô mời các em vào phần 1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Trong phần này chúng ta cần nắm 3 đơn vị kiến thức. Thứ nhất, vị trí địa lý. Thứ hai, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của vị trí địa lý đó. Chúng ta vào phần 1 nhỏ, vị trí địa lý. Các em xác định vị trí tương đối của lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Qua bản đồ này chúng ta thấy rằng lãnh thổ Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, chuyển tiếp giữa lục địa Á Âu và lục địa Australia, đồng thời chuyển tiếp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nên Việt Nam nằm ngã tư đường của hệ thống đường hàng hải và hàng không quốc tế. Thứ hai, Việt Nam nằm gần như trung tâm của Đông Nam Á vì khoảng cách từ Việt Nam đến các nước như Philippines, Malaysia, Singapore, Myanmar tương đối đều nhau. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về vị trí tương đối của lãnh thổ Việt Nam. Các em cần đi vào vị trí tuyệt đối thông qua hệ tọa độ địa lý Việt Nam. Và hệ tọa độ địa lý chúng ta xác định trên đất liền và trên biển. Mời các em quan sát bản đồ. Điểm cực bắc của Việt Nam là 23 độ 23 phút tại Lũng Cú, Đồng Văn của Hà Giang. Điểm cực nam 8 độ 34 phút tại Ngọc Hiển, Cà Mau. Và điểm cực tây của chúng ta 102 độ 09 phút tại Xính Thầu của Điện Biên. Đặc biệt điểm cực đông của chúng ta 109 độ 24 phút tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Thông qua hệ tọa độ này chúng ta có thể thấy được lãnh thổ Việt Nam có đặc điểm hẹp ngang và trải dài theo chiều Bắc Nam, tạo điều kiện thiên nhiên Việt Nam phân hóa lãnh thổ phía Bắc và lãnh thổ phía Nam khác nhau. Như vậy, đó là hệ tọa độ trên đất liền của Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh thổ Việt Nam còn hệ tọa độ trên biển và hệ tọa độ trên biển chúng ta xác định thông qua bản đồ sau. Qua đây chúng ta thấy rằng nhiều hòn đảo của Việt Nam kéo dài 6 độ 50 phút. Đồng thời, về kinh tuyến, một số đảo ở 101 tới 117 độ kinh tuyến. Như vậy, đó là vị trí địa lý Việt Nam theo hệ tọa độ trên đất liền và trên biển. Về phạm vi lãnh thổ Việt Nam, các em cần nắm, lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển. Vậy vùng đất chúng ta cần nắm điều gì? Cô mời các em quan sát bản đồ và nắm những ý chính như sau. Thứ nhất, diện tích Việt Nam 331.212 km2. Theo thống kê của năm 2017, diện tích này đứng thứ 65 trên thế giới. Đặc biệt chúng ta tiếp giáp với các nước, đường biên giới với Trung Quốc 1.400 km. Đường biên giới với Lào 2.100 km và đặc biệt tiếp giáp với Campuchia 1.100 km. Ngoài ra chúng ta còn có 4.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, đường bờ biển chúng ta dài 3.260 km, kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên của Kiên Giang. Thông qua bản đồ này chúng ta có thể giải quyết một số câu hỏi, ví dụ đảo nào là đảo xa nhất của lãnh thổ Việt Nam thì đáp án đó là Trường Sa. Đảo nào lớn nhất trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta có đáp án đó là đảo Phú Quốc. Những câu hỏi đất nước nào giáp với Việt Nam có đường biên giới dài nhất, chúng ta có đáp án là Lào 2.100 km. Mời các em qua bộ phận tiếp theo, một vùng mà chúng ta gặp phải trong đề thi rất nhiều
đó là vùng biển của Việt Nam. Diện tích rộng hơn 1 triệu km vuông, đặc biệt chúng ta tiếp giáp với 8 nước còn lại, đó là Trung Quốc, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Theo luật biển quốc tế năm 1982, vùng biển của Việt Nam được chia làm 5 vùng: nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Vậy trong mỗi vùng các em cần phải nắm giới hạn của từng vùng và quyền lợi của mỗi vùng. Vậy nội thủy là gì? Chúng ta quan sát thấy rằng nội thủy là phần nước bên trong đường cơ sở tiếp giáp với đất liền. Bộ phận này chúng ta được xem như một bộ phận lãnh thổ trên đất liền. Thứ hai, vùng lãnh hải từ đường cơ sở trở ra rộng 12 hải lý. Một hải lý là 1 cây số 85. Bộ phận này chúng ta gọi là chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, từ lãnh hải trở ra cũng 12 hải lý nữa, đó là vùng tiếp giáp lãnh hải. Vùng này chúng ta thực hiện các quyền của quốc gia ven biển như kiểm soát thuế quan, y tế, môi trường, nhập cư. Và từ đường cơ sở trở ra rộng 200 hải lý, hay nói cách khác là hợp với bộ phận lãnh hải, tạo một vùng rộng hơn 200 hải lý, gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Vùng này chỉ có quyền về kinh tế nhưng vẫn cho nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, máy bay và tàu thuyền hoạt động. Vùng cuối cùng đó là phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển, đến độ sâu hơn 200 mét. Chúng ta có quyền hoàn toàn về vấn đề khai thác, thăm dò và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng biển. Như vậy, chúng ta mới vừa quan sát lãnh thổ Việt Nam về vùng biển, một vùng rất là rộng và đặc biệt rất giàu tài nguyên thiên nhiên, là một lợi ích kinh tế, là một nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất thì chúng ta còn một vùng, đó là vùng trời. Vùng trời là khoảng không gian bao trùm lên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Vùng trời được tính từ biên giới của các quốc gia và đến bên ngoài của lãnh hải. Đồng thời những không gian ấp lên trên các đảo chúng ta gọi đó là vùng trời. Vậy chúng ta vừa xem phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lý của Việt Nam. Vậy ý nghĩa của vị trí địa lý Việt Nam như thế nào? Mời các em sang phần 3. Ý nghĩa vị trí địa lý. Chúng ta đi vào ý nghĩa thứ nhất về tự nhiên. Qua bản đồ chúng ta thấy rằng Việt Nam nằm ở trong khu vực nội chi tuyến Bắc Bán Cầu, trong một khu vực có nền nhiệt cao màu đỏ trên 20 độ C. Đồng thời chúng ta có gió mùa, mùa đông và gió mùa, mùa hạ tác động. Đặc biệt là chúng ta có vùng biển rộng, lượng dự trữ ấm dồi dào, làm quy định thiên nhiên Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Ngoài ra chúng ta nằm chuyển tiếp giữa hai vành đai sinh khoáng địa Trung Hải và Thái Bình Dương, làm cho khoáng sản Việt Nam phong phú. Đồng thời chúng ta nằm trên đường di lưu di cư của các luồng động vật từ phía Bắc xuống và phía Nam lên, nên thuận lợi cho chúng ta giàu về thành phần loài, sinh vật phong phú và đa dạng. Đặc biệt, Việt Nam nằm ở khu vực này, chúng ta có rất là nhiều thiên tai. Như vậy, trong phần tự nhiên chúng ta cần nắm những vấn đề cốt lõi như sau. Thứ nhất, thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Thứ hai, thiên nhiên phân hóa đa dạng. Đặc biệt là chúng ta giàu sinh vật và giàu khoáng sản và có nhiều thiên tai. Còn lợi ích về kinh tế như thế nào? Chúng ta thấy rằng lãnh thổ Việt Nam nằm ở một vị trí mà đem cho chúng ta lợi ích kinh tế rất lớn, đó là Việt Nam nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, là cửa ngõ thông ra biển của Lào, Campuchia, Thái Lan, Đông Bắc Thái Lan và Tây Nam Trung Quốc. Như vậy thuận lợi cho chúng ta giao lưu hợp tác, và chúng ta nằm trên ngã tư đường hàng hải hàng không quốc tế, là cơ hội để chúng ta hội nhập, cho nên thuận lợi cho Việt Nam phát triển một nền kinh tế mở, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư và khoa học công nghệ. Nhưng đồng thời, đặt chúng ta đứng trước thử thách gay gắt, đó là sự phát triển mạnh mẽ, năng động của các nước như Singapore, Malaysia. Chúng ta cần phải tăng trưởng kinh tế cao, tránh tình trạng tụt hậu. Đó là ý nghĩa về kinh tế của lãnh thổ Việt Nam. Về ý nghĩa văn hóa và xã hội, như chúng ta đã thấy rằng Việt Nam nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần các nước như Lào, Thái Lan, v.v. là những nước có nét tương đồng về văn hóa, về xã hội, về lịch sử, thuận lợi cho chúng ta chung sống hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển. Còn về ý nghĩa về quốc phòng, các em cần nắm cho cô hai ý. Cái thứ nhất đó là Việt Nam có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực nhạy cảm với tình hình của thế giới.
Và thứ hai, Biển Đông rộng, đây là hướng chiến lược trong xây dựng, trong phát triển, trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Như vậy toàn bộ ý nghĩa vị trí địa lý cô thống kê qua bảng kiến thức như trên. Vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong bài số 2. Cô mời các em vận dụng kiến thức để chúng ta đi giải bài tập. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi vào câu số 1. Câu hỏi số 1. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Campuchia? Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam và Kon Tum. Chúng ta thấy rằng Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đều tiếp giáp với Campuchia. Đặc biệt Kon Tum là nằm ở ngã ba Đông Dương và có cửa khẩu bờ Y. Riêng Quảng Nam không tiếp giáp Campuchia nên đáp án chúng ta là Quảng Nam. Câu hỏi số 2. Căn cứ Atlas địa lý Việt Nam trang 45 cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. Chúng ta thấy rằng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang nằm trong đất liền nên đáp án chúng ta là Sóc Trăng tiếp giáp với biển. Mời các em qua câu hỏi số 3. Nước ta tiếp giáp với Biển Đông nên có A. Nhiệt độ trung bình cao, hay độ ẩm không khí lớn, hay địa hình nhiều đồi núi, hay sự phân mùa của khí hậu. Chúng ta thấy rằng vì Biển Đông rộng và Việt Nam nằm tiếp giáp, chúng ta có nguồn dự trữ ẩm dồi dào, khối không khí di chuyển qua biển biến tính, mang lượng hơi nước tấp vào, làm lãnh thổ chúng ta cây cối xanh tốt quanh năm, khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi, cho nên độ ẩm không khí lớn là đáp án của chúng ta. Câu hỏi số 4. Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là gì? A. Cận xích đạo gió mùa, B. Cận nhiệt đới gió mùa, C. Nhiệt đới ẩm gió mùa và D. Ông đới gió mùa. Chúng ta đã thấy Việt Nam nằm trong khu vực có nền nhiệt cao, có gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ và lượng dự trữ ẩm dồi dào nên chúng ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, đó là đáp án của chúng ta C. Câu hỏi số 5, lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm vùng nào? Vùng đất, vùng hải đảo, vùng thềm lục địa, B. Vùng núi, vùng đồng bằng và vùng biển, C. Núi cao, đồi thấp và vùng đồng bằng, D. Vùng đất, vùng trời và vùng biển. Thì đáp án đầy đủ nhất đó là vùng đất, vùng trời và vùng biển. Đáp án A, B, C có nhưng mà chưa đầy đủ. Mời các em qua câu hỏi số 6. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho tài nguyên sinh vật nước ta vô cùng phong phú là do A. Lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam, B. Tổng lượng nhiệt và lượng mưa trong năm rất lớn, C. Nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vật, D. Giáp với Biển Đông và vùng biển giàu tiềm năng. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả các nguyên nhân A, B, C, D đều là ảnh hưởng đến sinh vật Việt Nam. Tuy nhiên, đáp án lớn nhất là vì Việt Nam nằm trên đường di lưu, di cư của động vật từ Hoa Nam Trung Quốc xuống bán đảo Mã Lai lên đất liền và biển, nên chúng ta có sinh vật phong phú và đa dạng là đáp án C. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài số 2 và vận dụng bài số 2. Chúng ta biết rằng vị trí địa lý của mỗi quốc gia đều ảnh hưởng rất lớn tới thiên nhiên Việt Nam. Vậy thiên nhiên Việt Nam có đặc điểm nào? Chúng ta thấy rằng đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam gồm 4 đặc điểm: đất nước nhiều đồi núi, thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và thiên nhiên phân hóa đa dạng. Ngày hôm nay chúng ta vào phần đất nước nhiều đồi núi. Trong phần này các em cần nắm 3 đơn vị kiến thức cơ bản. Thứ nhất, đặc điểm chung của địa hình. Thứ hai, các khu vực địa hình và thế mạnh hạn chế của từng khu vực địa hình. A. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Qua bản đồ chúng ta thấy rằng tông màu xanh của chúng ta rất ít, chỉ chiếm 1/4 bộ phận lãnh thổ. Còn lại chúng ta màu vàng, màu cam và màu đỏ chiếm đại đa số, đó là diện tích của vùng đồi và vùng núi. Nên ta có đặc điểm đầu tiên, địa hình đầu núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đầu núi thấp. Và đầu núi thấp thể hiện qua diện tích cao trên 2.000m là tông màu đỏ chỉ có 1%. Đồng thời diện tích dưới 1.000m chiếm 85%. Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, cấu trúc địa hình Việt Nam rất đa dạng, thể hiện ở hướng núi. Chúng ta không phải đồng nhất một hướng mà chúng ta có hai hướng cơ bản. Đó là hướng vòng cung thể hiện rõ nhất ở khu vực Đông Bắc và Trường Sơn Nam. Hướng Tây Bắc Đông Nam thể hiện ở Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. Thứ hai, địa hình được tăng kiến tạo nâng lên, trẻ hóa và phân bậc rõ rệt. Đặc biệt chúng ta thấy cao ở Hoàng Liên Sơn, thấp về phía biển, nên hướng nghiêng chung của địa hình Việt Nam là Tây Bắc Đông Nam. Đặc điểm thứ ba, đó là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
Nhiệt độ cao làm quá trình phong hóa ở khu vực miền núi diễn ra mạnh, gặp mưa nhiều, xói mòn rửa trâu gọi là quá trình xâm thực ở miền núi. Vậy đem về đâu? Đó là bồi tụ cho đồng bằng. Làm cho đồng bằng sông Hồng lấn ra biển 80 mét trên một năm, đồng bằng sông Cửu Long lấn ra 100-202 mét trên một năm. Như vậy, hai quá trình xâm thực và bồi tụ là hai quá trình chính trong việc hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam. Đặc điểm thứ tư, địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. Về đặc điểm này, chúng ta dễ dàng lấy ví dụ trong thực tế, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế hàng ngày. Làm công trình giao thông, những công trình đường hầm xuyên núi, chúng ta đã tác động đến địa hình, làm biến đổi địa hình rất nhiều. Và cũng có thể tác động tích cực, đó là chúng ta trồng cây gây rừng, trồng cây theo băng, vân vân. Như vậy, chúng ta tăng cường trồng cây gây rừng các em nhé. Các khu vực địa hình. Trong khu vực đầu tiên chúng ta đi đến, đó là khu vực đầu núi. Vùng núi Việt Nam chúng ta gồm có 4 khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Các khu vực này chúng ta cần phải xác định ranh giới, thứ hai hướng núi, hướng nghiêng và đặc điểm hình thái của mỗi vùng. Cô mời các em vào phân tích vùng Đông Bắc. Qua bản đồ này chúng ta thấy rằng giới hạn của vùng Đông Bắc là từ tả ngạn sông Hồng, hay nói cách khác từ sông Hồng, phía đông sông Hồng về đến biển. Đó là giới hạn. Hướng núi Vòng Cung gồm 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, chậm lại tại núi Tam Đảo, tỏa ra ở phía Bắc và xà về phía Đông, làm cho khu vực này đón gió mùa Đông Bắc lạnh sớm nhất và kéo dài nhất nước ta. Độ cao của khu vực này ở mức độ chủ yếu là địa hình màu vàng, nên địa hình ở mức độ 500-600 mét, địa hình đầu núi thấp là chủ yếu. Núi cao trên 2.000 mét ở thượng nguồn sông chảy, đặc biệt các cao nguyên rất lớn đó là Hà Giang và Cao Bằng. Chúng ta có công trình địa mạo ở Hà Giang, đó là cánh đồng đá, được UNESCO công nhận là công viên địa mạo toàn cầu vì đặc trưng về địa chất địa mạo của nó tồn tại đến bây giờ. Như vậy đó là những đặc điểm chung của địa hình khu vực Đông Bắc. Mời các em qua vùng núi Tây Bắc. Qua bản đồ chúng ta thấy rằng giới hạn của vùng núi Tây Bắc từ sông Hồng đến sông Cả gồm các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Phu Đinh Đinh và Phu Sam Sao. Cao ở Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xi Văn 3.143 mét, trũng ở giữa thung lũng sông Đà với một dãy các cao nguyên như Tà Phình, Sánh Trải, Mộc Châu, thuận lợi để chúng ta phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đồng thời, đặc điểm hình thái hướng núi của vùng này là hướng Tây Bắc Đông Nam và nhiều dòng sông chảy theo hướng núi. Đó là đặc điểm của vùng Tây Bắc. Mời các em sang bộ phận Trường Sơn Bắc. Qua bản đồ chúng ta thấy rằng giới hạn của Trường Sơn Bắc từ sông Cả tới dãy Bạch Mã gồm những dãy núi song song so le nhau, cao ở Tây Nghệ An, Thừa Thiên Huế, có nghĩa là cao hai đầu, trũng ở giữa, vị thế đòn gánh. Có nhiều mạch núi nhô ra như Hoành Sơn, Bạch Mã, làm xuất hiện rất là nhiều đèo như đèo Hải Vân, đèo Ngang. Bước xuống đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa là bài thơ của bà Huyện Thanh Quan. Đặc điểm địa hình vùng núi đây chủ yếu là núi thấp và núi trung bình. Và có vùng đồi chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng, đó là vùng đồi trung du hẹp ngang nhưng lại là nơi để chúng ta phát triển về nông nghiệp, đặc biệt là vùng nuôi bò nhiều nhất lãnh thổ Việt Nam. Vùng còn lại đó là Trường Sơn Nam. Qua bản đồ chúng ta thấy Trường Sơn Nam có giới hạn từ Bạch Mã đến Bán Bình Nguyên Đông Nam Bộ, hay nói cách khác là đến vị tuyến số 11. Hướng núi là hướng vòng cung khổng lồ ôm lái Tây Nguyên. Có những dãy núi cao trên 2.000 mét nằm ở giữa, nghiêng rất dốc về phía đông, đặc biệt đổ nhẹ về các cao nguyên ở phía Tây, cho nên tạo nên thế bắc đối xứng giữa hai sườn Đông và Tây. Vậy chúng ta vừa kết thúc 4 khu vực địa hình đầu núi. Cô tổng kết 4 khu vực địa hình đầu núi bằng bản kiến thức như sau. Đây là cơ sở để chúng ta so sánh và giải trắc nghiệm. Cần phải nắm giới hạn, hướng nghiêng, hướng núi, độ cao. Đặc biệt, độ cao nhất của cả nước phải nói đến là Tây Bắc. Hướng núi Vòng Cung, hai khu vực đó là Đông Bắc và Trường Sơn Nam. Còn lại Tây Bắc và Trường Sơn Bắc có hướng núi giống nhau, đó là hướng Tây Bắc Đông Nam. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong các khu vực địa hình đầu núi rồi. Vậy chuyển tiếp giữa đầu núi và đồng bằng chính là vùng Bán Bình Nguyên và đầu Trung Du. Bán Bình Nguyên nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ
với đất xám phù sa cổ, thuận lợi để chúng ta phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp số 1 của Việt Nam, còn vùng đồi trung du nhiều nhất và rộng nhất ở khu vực Tây Tây Bắc của đồng bằng sông Hồng, hẹp ngang ở duyên hải miền Trung. Mời các bạn sang khu vực tiếp theo, đó là khu vực đồng bằng. Đồng bằng chúng ta có hai loại đồng bằng, đó là đồng bằng châu thổ là được bồi tụ bởi phù sa sông trên một vịnh biển Đông. Và đồng bằng châu thổ có đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Trong các loại đồng bằng này chúng ta cần phải nắm cho cô, đó là diện tích của đồng bằng. Thứ hai nữa đó là bồi tụ đồng bằng sông Hồng. Diện tích 15.000 km vuông gồm có 10 tỉnh thành. Hà Tây đã sáp nhập vào Hà Nội. Đồng thời chúng ta được bầu tụ bởi hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình. Cao ở Việt Trì, thấp về phía biển, nên cao ở Tây Bắc, thấp về Đông Nam. Hướng nghiêng của địa hình là như vậy, nhưng mà vẫn có tình trạng ngập lụt thường xuyên xảy ra do đê kè. Đất trong đê không được bầu tụ phù sa hàng năm nên gồm những ô trũng bạc màu. Còn đất ngoài đê được bầu tụ phù sa hàng năm nên đất rất màu mỡ, thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp. Chúng ta sang đồng bằng thứ hai, đó là đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa lớn nhất của Việt Nam. Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long gấp 3 lần so với đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung, đó là 40.000 km vuông, được bầu tụ với hệ thống sông Mekong. Đồng thời, địa hình thấp và tương đối bằng phẳng, 2/3 đất mặn, đất phèn, còn lại là đất phù sa ngọt dọc hệ thống sông Tiền và sông Hậu. Nên chúng ta cần phải đặt vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng tái mặn tái phèn của đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều. Mời kem sang đồng bằng còn lại, đó là đồng bằng ven biển duyên hải miền Trung. Đặc thù đồng bằng này là hẹp ngang và trải dài theo chiều Bắc Nam. Diện tích 15.000 km vuông. Biển đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất của đồng bằng duyên hải miền Trung, nên đất chủ yếu là đất cát pha, kém màu mỡ, nhiều cát, không thuận lợi phát triển cây lúa nhưng thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày. Đồng bằng nhỏ hẹp và chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ như đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh, đồng bằng Bình Trị Thiên. Vậy chúng ta vừa đi khu vực đồng bằng và khu vực đầu núi, khu vực này có thế mạnh và hạn chế như thế nào? Mời các em sang phần C. Thế mạnh và hạn chế của từng khu vực, trước hết chúng ta đi vào khu vực đầu núi. Vùng núi Quảng Nam có rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản như mỏ vàng Bồng Miêu Quảng Nam, mỏ than Nông Sơn. Đó là nguyên liệu để chúng ta phát triển nhiều ngành công nghiệp. Thứ hai, chúng ta có tiềm năng thủy điện rất lớn do hệ thống sông chúng ta nhiều nước và đặc biệt đó là độ dốc cao. Đặc điểm thứ ba đó là rừng chúng ta rất nhiều, giàu thành phần loài để bảo vệ nguồn gen và phát triển mô hình nông lâm kết hợp. Đặc biệt là chúng ta có đất trồng và đồng cỏ, thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc và hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp. Tiềm năng về du lịch cũng rất lớn, thuận lợi để chúng ta phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái khó khăn của khu vực vùng núi, đó là địa hình bị chia cắt, làm cho quá trình giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt là vấn đề khai thác tài nguyên là một trở ngại lớn đối với khu vực đồi núi. Vẫn còn nhiều thiên tai khác như rét đậm, rét hại, sương muối hoặc đất gãy sâu ở khu vực Tây Bắc đã làm nên những trận động đất nhiều nhất Việt Nam. Khu vực đồng bằng, chúng ta có những thế mạnh nổi trội, đã nói tới đồng bằng là sông Hồng, là sông Cửu Long, thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới. Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long có diện tích mặt nước nhiều, nuôi trồng thủy hải sản, nên tiềm năng khác như lâm sản, như là khoáng sản. Đặc biệt, đây là nơi cư trú hình thành các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại. Và đồng bằng thuận lợi để phát triển các loại hình giao thông như giao thông đường bộ và giao thông đường thủy. Chiếc xuồng Nam Bộ như hũ gạo mái nhà đã chứng tỏ điều đó. Nhưng khu vực đồng bằng cũng gặp rất nhiều khó khăn, ngập lụt hoặc là bão, mỗi năm chỉ tới 10 cơn, đổ bộ trực tiếp vào đất liền 4-5 cơn, đã ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Vậy chúng ta đã học xong bài 2, bài 6, bài 7, mời các em vận dụng kiến thức để chúng ta giải đề trắc nghiệm. Câu hỏi số 1, vùng núi Đông Bắc có đặc điểm? A. Các dãy núi đâm ngang ra biển. B. Đầu núi thấp chiếm phần lớn diện tích. C. Là vùng núi cao nhất nước ta. D. Là các khối núi và cao nguyên Ba Gian xếp tầng. Đã nói tới vùng núi Đông Bắc là địa hình đồi núi thấp là đại đa số. Vì qua atlas chúng ta thấy chủ yếu tông màu vàng nhạt, nên đáp án chúng ta là B. Câu hỏi số 2.
Đồng bằng sông Hồng được bầu tụ bởi hệ thống sông nào? A. Sông Tiền, sông Hậu. B. Sông Hậu, sông Thái Bình. C. Sông Hồng và sông Thái Bình. D. Sông Cả và sông Hồng. Qua bản đồ chúng ta thấy rằng hai hệ thống sông bồi đắp đó là sông Hồng và sông Thái Bình, nên đáp án là C. Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? A. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. C. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. Chúng ta quan sát bản đồ thấy rằng tông màu vàng, đỏ và cam chiếm đại đa số, cho nên đáp án chúng ta đó là đáp án B. Câu 4. Giới hạn của vùng Trường Sơn Bắc là A. Phía nam sông Cả tới dải Bạch Mã. B. Phía bắc sông Cả tới dải Bạch Mã. Và C. Nằm ở tả ngạn sông Hồng. D. Từ biên giới Việt Trung đến khuỷu sông Đà. Chúng ta thấy rằng Trường Sơn Bắc từ phía nam sông Cả tới dải Bạch Mã là giới hạn, nên đáp án của chúng ta là A. Câu hỏi số 5. Nhân tố nào quan trọng nhất làm địa hình nước ta đa dạng? Câu A. Do vùng ven biển có nhiều thiên tai. B. Do tác động của nội lực và ngoại lực. C. Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ. D. Do tác động của con người. Tất cả các nhân tố này đều là nhân tố quan trọng. Nhưng nhân tố nào là quan trọng nhất thì chúng ta lưu ý. Cụm từ địa hình nước ta đa dạng, chúng ta liên hệ bài số 6 và kiến thức địa lý lớp 10. Như vậy địa hình nước ta đa dạng thể hiện cấu trúc địa hình, hướng núi, hướng nghiêng và tăng kiến tạo năng lên trẻ hóa. Và tạo nên cái hướng núi đó thì chúng ta thấy rằng là do nội lực và ngoại lực. Nội lực nâng lên, ngoại lực bào mòn ở địa lý 10. Nên kết quả của chúng ta là do tác động của nội lực và ngoại lực là đáp án. Câu 6. Phần lớn diện tích lãnh thổ là đồi núi, nhưng tính chất nhiệt đới của thiên nhiên nước ta được bảo toàn, nguyên nhân là do đâu? A. Chịu tác động của gió mùa Tây Nam. B. Chịu tác động của gió Tiến Phong. C. Địa hình phân hóa đa dạng. D. Địa hình chủ yếu là đồi núi. Như vậy, ở câu hỏi này, tính chất nhiệt đới, đã nhiệt đới là ở địa hình thấp trong bài số 12. Phân hóa theo độ cao chúng ta gồm 3 đai cao, nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Và nhiệt đới từ 900.000 miền Nam trở xuống, miền Bắc 600-700 trở xuống. Nên đáp án của chúng ta rơi vào địa hình chủ yếu là đồi núi thấp. Như vậy, cô và trò chúng ta đã hoàn thành được hai nhiệm vụ. Một là khái quát hóa kiến thức cơ bản, hai là vận dụng kiến thức để làm bài tập. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em học ở nhà để đạt hiệu quả cao. Thứ nhất, để đạt kết quả tốt, các em cần nắm vững kiến thức, nhất là các phần trọng tâm và các từ khóa trong bài. Thứ hai, phải tăng cường sử dụng Atlas triệt để. Và thứ ba, nắm vững các kỹ năng nhận dạng biểu đồ, nhận xét biểu đồ và bảng số liệu và một số công thức tính. Khi làm bài, chúng ta cần đọc qua một lượt để làm những câu hỏi dễ trong tầm tay. Sau đó chúng ta quay lại những câu hỏi khó bằng sử dụng Atlas, sử dụng phương pháp loại trừ và tổng hợp kiến thức. Các em cần chú ý những từ khóa trong câu dẫn như điều nào không phải, không đúng hay quan trọng nhất, hay nguyên nhân chủ yếu, vân vân. Vậy tiết học của cô và trò chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chúc các em dồi dào sức khỏe, học tốt để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong giờ sau.